Hello mọi người nha, các bạn thường tích nộ cổ tộc V4 ở Shiba đúng không? Thì mình có cách này hay lắm, bạn về C1 dùng ép đâu lăn vòng vòng quanh đảo Tân Thủ Á bao ngon bao dễ luôn. Làm như này để giữ tộc cho cái nhiệm vụ này cũng được nha. A few moments later. Rồi ok phát cuối nè. Chưa đến 1 phút luôn.